một lần nữa, khán giả yêu ca nhạc sẽ lại đắm chìm trong không gian những bản nhạc tình bất hủ. Khi danh ca Thái Châu trở thành nhân vật chính trong Hãy Nghe Tôi Hát tập 7. Hãy cùng tiếp tục hành trình Hãy Nghe Tôi Hát với 5 thí sinh: Hồ Việt Trung, Hồng Mơ, Long Vũ, Duy Trường, Vương Trinh Jolie. Khi em thất tình em hát bài này quá hay. Hát nhạc Châu không yêu Châu, thành ra là phải rơi nước mắt. Và cùng hồi hộp chờ xem ai sẽ phải tạm dừng cuộc chơi. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn
còn vẫn hương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai. Lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa. Anh Thơ xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với đêm thi thứ 7 của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa 2. Nếu là khán giả ruột của Hãy Nghe Tôi Hát thì quý vị biết ngày hôm nay sẽ là một đêm thi rất là quan trọng, bởi vì chỉ lát nữa thôi vào cuối chương trình chúng ta phải tạm chia tay thêm một thí sinh nữa. Điều đó cũng có nghĩa chúng ta sẽ biết được thí sinh nào sẽ là người tiếp theo cùng với ca sĩ Uyên Trang bước vào vòng thi Lội Ngược Dòng. Nhưng thôi, đầu chương trình thì chúng ta đừng nói đến chuyện này nhé. Nguyên Vũ cũng đang rất là hồi hộp. Thưa quý vị, nhưng mà trước mắt của chúng ta thì vẫn là hiện diện 5 gương mặt cùng nhau tranh tài trong đêm thi ngày hôm nay. Và các bạn ấy cũng vừa gửi đến chúng ta một phần trình diễn thật là đẹp qua một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến Thanh, Lâu Đài Tình Ái. Thưa quý vị, ngay lúc này đây thì anh Thơ và Nguyên Vũ rất là hiểu tâm lý của các bạn thí sinh đang rất là hồi hộp, và cả quý vị khán giả cũng đang rất là lo lắng cho những nghệ sĩ là những thí sinh mà mình đã luôn hết lòng ủng hộ, rằng là họ có được tiếp tục hay không, hay là phải tạm dừng tại đây. Nhưng mà quý vị ơi, hãy tạm gác lại những cảm xúc lo lắng buồn chồn đó để thưởng thức một đêm thi thật là trọn vẹn quý vị nhé. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo chính, danh ca Phương Dung. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là ở dưới ghế giám khảo chúng ta thiếu vắng một người đàn ông rất quen thuộc. Anh là người luôn làm cho chúng ta cười với những lời nhận xét thật là hóm hỉnh, và anh cũng rất hay khóc khi mà những cảm xúc chạm được trái tim của anh. Và ngày hôm nay anh sẽ trở thành giám khảo chủ đề, đó chính là danh ca Thái Châu. Và cùng với danh ca Thái Châu, hai vị giám khảo khách mời ngày hôm nay đó chính là danh ca Họa My và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ, thưa quý vị. Dạ thưa danh ca Thái Châu, là giám khảo chính thì anh là một trong những vị giám khảo khá là dễ tính và dành những lời khen tặng rất là nhiều cho các thí sinh. Nhưng ngày hôm nay với vai trò là giám khảo chủ đề thì anh có thể dành một đôi lời để mà trấn an các bạn thí sinh của chúng ta được không ạ? Trước hết cho tôi xin trân trọng chào tất cả quý vị khán giả đã đồng hành với Hãy Nghe Tôi Hát mùa thứ hai. Chúc quý vị luôn mãi đồng hành với chương trình, và chúc tất cả quý vị có thật là nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn thí sinh cũng là đồng nghiệp của mình, là chúc các em luôn luôn tự tin và hát hết mình với lại cái cả cái trái tim của mình. Mình hiểu cái bài hát, tác giả muốn nói cái gì, mình cứ hát ra, cứ theo cái phong cách của từng thí sinh. Cái cảm xúc không cần phải giống một người nào hết, mình tự trong trái tim mình thoát ra để có được cái sự ủng hộ của khán giả và lấy lòng được tất cả những vị giám khảo có mặt trong đêm nay. Và xin chúc tất cả các bạn thành công và được cái điểm số cao nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn danh ca Thái Châu. Danh ca Họa My thân mến, hôm nay chị lần đầu tiên đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Chắc chắn chị cũng có rất nhiều điều muốn nói với các thí sinh. Xin mời chị. Họa My chỉ muốn nhắn nhủ với lại các thí sinh ngày hôm nay, những cái dòng nhạc mà anh Thái Châu hát rất là tình cảm sâu lắng, là mỗi một người có một cái chất giọng. Nếu mình có hát một cái bài hát mà thành công hay không là
do từ cái đáy lòng của mình phát ra và do một cái giọng riêng của mình trời cho, và mình phải luyện thêm nữa. Chúc là tất cả các bạn sẽ thành công, và nếu mà muốn hát thành công thì hát hết tấm lòng của mình. Vâng, xin được cảm ơn danh ca Hòa My. Nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh thân mến, đứng trên sân khấu ngày hôm nay sẽ là các bạn thí sinh, nói là thí sinh thôi nhưng mà cũng là những người bạn đồng nghiệp của Vân Khánh, thì không biết là Vân Khánh có cảm nghĩ như thế nào ạ? Này đứng trong cạnh ga thì Khánh cũng có nghe các bạn nói rằng là rung quá, hồi hộp quá. Thì Khánh cũng được biết rằng các bạn thí sinh tham gia trong chương trình này cũng là các ca sĩ trẻ đã có đi hát rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà cái tâm lý khi mà đi hát thì nó khác và đi thi thì nó khác. Thì các bạn rất dễ bị rung. Thì không gì hơn ngoài một cái lời chúc là các bạn hãy cố gắng, bình tĩnh. Tức là mình coi đây như một cuộc chơi thôi, không có gì phải căng thẳng. Khánh tin rằng các bạn sẽ tự tin hơn để thể hiện tốt phần thi của mình. Chân thành cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã biết được thành phần ban giám khảo là những ai rồi đúng không ạ? Nhưng chưa hết đâu, chúng ta còn một thành phần ban giám khảo nữa. Đó chính là 100 vị giám khảo tại trường quay, trong đó có các nhà báo. Xin được trân trọng giới thiệu. Và 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay sẽ cho điểm đồng thời với ban giám khảo chính với tổng điểm là 10, ngang bằng với quyền lực của một vị giám khảo chính. Và khi xem chương trình, quý vị các bạn đừng quên nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nhé. Biết đâu quý vị sẽ có được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Xin chúc mừng ca sĩ Hồ Việt Trung là thí sinh được khán giả yêu thích nhất tuần. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách soạn theo cú pháp HNTH khoảng cách, mã số thí sinh gửi 8234, hoặc truy cập Zalo, tìm kiếm Hãy Nghe Tôi Hát và bình chọn cho thí sinh yêu thích. Khán giả tham gia nhắn tin sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jetstudio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đêm thi thứ 7 của Hãy Nghe Tôi Hát với chủ đề Những Cuộc Tình Lỡ. Đây sẽ là những bài hát gắn liền với sự nghiệp tên tuổi của danh ca Thái Châu. Thái Châu, người đàn ông lịch lãm hào hoa, một ông hoàng của dòng nhạc tình, đã có gần 50 năm đem tiếng hát ngọt ngào của mình làm say lòng với bộ điệu. Mỗi bài hát Thái Châu trình bày, dù là những lời tỏ tình ngọt ngào hay lời than thở đắng cay, đều trở thành tiếng lòng của những người yêu nhau. Theo thời gian, tiếng hát ấy càng say đắm hơn và chưa bao giờ hết ngọt ngào. Hãy cùng sống lại cảm giác những cuộc tình nồng cháy cùng danh ca Thái Châu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong đêm thi ngày hôm nay thì Nguyên Vũ nghĩ rằng là các bạn nữ sẽ ít áp lực hơn là các bạn nam. Bởi vì ít ai mà so sánh là nữ hát với nam hát thì như thế nào, đúng không nào? Và các bạn nam ngày hôm nay thì Nguyên Vũ nghĩ là không biết là các bạn ấy có đủ bản lĩnh hay là mạnh mẽ để vượt qua cái bóng quá lớn mà anh Thái Châu đã ghi lại dấu ấn trên những bài hát của mình hay không. Với riêng bản thân Vũ cảm nhận về anh Thái Châu, anh hát nhạc trữ tình bolero với một cái, mang cái dáng dấp gì đó nó rất là sang, nó làm cho người ta thổn thức. Vũ chọn một ca khúc mà Vũ rất là thích. Vũ nghe ca khúc này rất nhiều lần của anh Thái Châu, và quan niệm của Vũ, Vũ cái nào mà quen thuộc và thân thuộc thì Vũ chọn. Mà cũng may rằng khi mà Vũ đi hát chơi ở ngoài, đi lên chắc cái sân khấu luôn, Vũ biểu diễn cũng thường hát cái ca khúc này. Đó là một cái lợi thế nho nhỏ, cho nên đó là một cái giảm bớt một áp lực nho nhỏ. Thưa quý vị, ca khúc mà ca sĩ Lâm Vũ lựa chọn để thể hiện ngày hôm nay có nội dung rất là gần với chủ đề Những Cuộc Tình Lỡ của chúng ta. Lâm Vũ thì đã có kinh nghiệm đóng vai những chàng trai bị thất tình ở những dòng thi trước. Vậy thì trong đêm thi ngày hôm nay anh sẽ thể hiện cuộc tình lỡ của mình như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi.